những ca sĩ vô cùng xinh đẹp và tài năng của chúng ta, phải không ạ? Và ai sẽ là người chiến thắng? Từ đầu chương trình tới giờ, có lẽ bây giờ thì Hùng Hương mới có thể gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Không để quý vị chờ lâu ạ. Hạng mục nữ ngôi sao âm nhạc của năm. Hùng Hương có nhớ là có một câu mà hình như là được mọi người, các bạn trẻ rất là yêu thích đấy ạ. Không biết là các bạn ở dưới có biết không ạ? Yêu thì yêu, không yêu thì yêu. Xuất sắc vượt qua các đề cử với tổng tỷ lệ bình chọn của hội đồng chuyên môn và độc giả là 26,28%. Một ngày có tay đồng nhạc để chúc mừng cho nữ ca sĩ Abby. Xin được cảm ơn đại diện Long Canh và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe Abby chia sẻ thú vị nhé. Lời đầu tiên thì Amy xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú, anh chị cũng như là quý vị khán giả đã có mặt đêm nay ạ. Ôi các bạn, Amy cảm thấy rất là xúc động ạ. Và Amy xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức của Ngôi sao của năm 2020. Bởi vì giải thưởng này đối với Amy thật sự quá là ý nghĩa. Và đây chính là thành quả của sự cố gắng cũng như là sự chăm chỉ không chỉ của Amy mà là của cả ekip công ty ST319 nữa và tất cả những người đã đồng hành cùng với Amy trên con đường nghệ thuật này. Và con cảm ơn ba mẹ, con cảm ơn ST319, con cảm ơn tất cả Amy xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả cũng như là mọi người đã yêu thương và dành tặng cho Amy giải thưởng này. Và Amy xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng cũng như là sự yêu thương của tất cả mọi người ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn nữ ca sĩ Amy, cô gái vô cùng dễ thương và xinh xắn của chúng ta, và chúc cho Amy sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn luôn xinh xắn như vậy để có thể tiếp tục những sản phẩm rất là tuyệt vời mang đến cho người hâm mộ trong cộng đồng yêu nhạc Amy nhé. Xin được chúc mừng bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta đã trải qua rất nhiều những giải thưởng vô cùng quan trọng trong đêm nay và cũng như những nhiều cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời.